các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael. Giáo huấn của giáo hội về thế giới thần thiêng rất giản dị và không thay đổi, là có một thế giới như vậy, trong đó gồm có cả thần lành và thần dữ, và ảnh hưởng đến thế giới chúng ta. Trong Kinh Tin Kính, chúng ta vẫn tuyên xưng rằng việc tạo dựng được thể hiện gồm có muôn vật hữu hình và vô hình. Còn về ảnh hưởng của thế giới vô hình, của các thần thiêng đối với chúng ta, chỉ cần nhớ lại biến cố cám dỗ Eva tại vườn địa đàng và biến cố truyền tin cho Đức Mẹ trong lịch sử như Thánh Kinh trình bày. Thế giới thần thiêng được tỏ lộ trong bối cảnh những thiên thể đến thế giới này để thi hành thánh ý Thiên Chúa hay để truyền đạt lời Chúa cho loài người. Thiên thần theo nguyên ngữ là sứ giả. Thánh Gregorio thu nhặt nhiều đoạn khác nhau để xếp các thiên thần thành chín phẩm. Riêng phẩm tổng lãnh được thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica chương 4 đoạn 16 nhắc đến. Thánh Kinh chỉ nêu tên ba vị tổng lãnh là Michael, Gabriel và Raphael mà thôi. Nhắc đến tên các ngài, chúng ta cũng cần phải ghi nhớ lời dặn dò của Thánh Gregorio cả. Tên các thiên thần là danh xưng, chỉ các chức phận chứ không chỉ bản tính. Michael để có nghĩa là ai bằng Thiên Chúa. Gabriel có nghĩa là uy lực của Thiên Chúa. Raphael có nghĩa là thầy thuốc của Thiên Chúa. Lần dở lại Thánh Kinh, chúng ta sẽ thấy rõ phận vụ mỗi đấng thực hiện. Và dĩ nhiên, các phận vụ ấy liên quan đặc biệt đối với loài người chúng ta. Người Do Thái vẫn coi tổng lãnh thiên thần Michael là đấng bảo trợ đặc biệt. Trong Kitô giáo, Ngài cũng là đấng bảo trợ đặc biệt giáo hội. Chúng ta coi Ngài là đấng thống soái đạo binh trên trời. Dựa theo lời kể của Thánh Gioan, một cuộc chiến dữ dội xảy ra trên trời. Tổng lãnh thiên thần Michael cùng với các đồng bạn giao chiến cùng con rồng. Con rồng và các đồng đảng chống lại mãnh liệt. Song, chúng không sao thắng nổi và chúng mất địa vị. Con rồng lớn tức là con rắn xưa kia, thường gọi là ma quỷ hay là Satan, kẻ lừa dối thiên hạ, bị quăng xuống đất cùng với đồng đảng của nó. Tổng lãnh thiên thần Gabriel được sai đến với Đức Trinh Nữ Maria ở Nazareth để nói rõ cho mẹ biết định mệnh của mẹ. Ngài cũng đến với Zacharia để nói cho biết việc sinh hạ của Gioan Tẩy Giả. Chính Ngài đã tiên báo cho Daniel biết việc đấng thiên sai đến. Nay Ngài được nhận làm đấng bảo trợ của nhân viên bưu điện và điện thoại. Tổng lãnh thiên thần Raphael là một trong bảy vị tổng lãnh hầu cận trước nhan Thiên Chúa. Ngài đã thực hiện phận vụ này trong câu chuyện Tobia, sau khi Ngài giữ gìn trẻ Tobia trong một cuộc hành trình xa, và khi Ngài chữa lành cho Tobia cha được sáng mắt. Trong Tân Ước, tổng lãnh thiên thần Raphael được đồng hóa với vị thiên thần đã khuấy nước trong hồ gần Jerusalem và lại xuống hồ trước tiên khi nước mới sủi lên, thì bất cứ mắc bệnh tật gì đều được khỏi cả. Trích theo vết chân người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.